Khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM hiện đang điều trị cho hàng chục trẻ mắc bệnh viêm màng não, nhập viện trong tình trạng nặng. Các bệnh nhi có lứa tuổi rải rác chỉ vài tháng đến 15 tuổi. Đáng chú ý, các trẻ đều có những biểu hiện bệnh ban đầu rất bình thường như sốt, đau đầu nên dễ bị nhầm lẫn với các bệnh khác. Một số trẻ buộc phải phẫu thuật do tình trạng nhiễm trùng, tụ mủ màng cứng nặng, quá trình điều trị kéo dài thời gian. Nó bị sốt, nó bị sốt, sốt 3 ngày. 3 ngày ở quê là đi bác sĩ tư, rồi không hết. Giờ đi qua bệnh viện Châu Đốc á, qua bệnh viện Châu Đốc rồi nhập viện nó 6 ngày. 6 ngày mà nó cũng vẫn còn sốt, nó không hết, rồi nó giật nữa. Nó sốt vô bệnh viện Châu Đốc là nó bị giật. Thì mà bị đau đầu quá thì mình đi kiểm tra những cái phòng khám tứ đô là không thể phát hiện ra, thì mình khi đó mới đưa lên đến đây. Xét nghiệm hàng lọc thì nó mới biết là cháu bị viêm màng não. Theo bác sĩ, viêm màng não là một trong những tình trạng cấp cứu nội khoa. Hiện ở Việt Nam, viêm màng não do HIP đã giảm đáng kể nhờ tiêm chủng. Tuy nhiên vẫn còn những loại vi khuẩn đáng lo ngại khác như phế cầu hay có tình trạng kháng thuốc gây khó khăn trong điều trị. Trẻ mắc viêm màng não điều trị trễ có thể dẫn đến di chứng chậm phát triển tâm thần, vận động, thậm chí tử vong. Là khi con của mình nó có những cái biểu hiện giống như đặc biệt ở trẻ nhỏ đi, thứ nhất là nó sốt nè, nó quấy khóc liên tục, nó ọc sữa, rồi nó bú kém đi, thậm chí có nhiều đứa nhỏ giống như là nó có hiện tượng nó sốt cao quá, nó co giật hoặc là kèm theo những cái tiêu chảy phân bất thường, thì phải nên được đi khám để mà bác sĩ xem coi là em bé này nó bị một cái bệnh gì và có phải là một những dấu hiệu gợi ý của một cái viêm màng não hay không. Còn đối với những đứa trẻ lớn hơn thì đứa trẻ nó biết nói, nó biết than thì nó hay có biểu hiện như là sốt, nó có thể sợ ánh sáng, nó nhức đầu, rồi nó buồn nôn, nó kèm theo nôn ói, thậm chí có những đứa trẻ nó kèm theo sốt co giật. Và đặc biệt nó hay xảy ra trên cơ địa của những một số đứa trẻ. Ví dụ như là thường đứa trẻ này nó hay bị một cái viêm mũi họng tái đi tái lại nhiều lần, hay viêm son, viêm tay giữa, hay là trên những cái đứa trẻ như là thalassemia mà nó có cắt lách mà chưa có được chủng ngừa, vân vân. Thì có những đứa trẻ này thì khi mà bị những cái bệnh lý về viêm mũi họng hay là những bệnh lý về viêm phổi hô hấp gì đó thì cũng phải nên đi khám và theo dõi cho nó đúng để mà điều trị kịp thời. Như vậy khi thấy trẻ có những biểu hiện sốt, đau đầu, nôn ói, phụ huynh không nên chủ quan bỏ qua, cần theo dõi xem xét các dấu hiệu thật kỹ và đưa trẻ đến cơ sở y tế chữa trị kịp thời.